chưa lổ thì luôn nhá. Đây là lổ này, 1, 2, 3 lổ nhá. 1 này, 8 cm đấy. À, mình đầu tư mất 8 cm. Đánh nó ra 3 quả, 3 thằng hề nhá. 3 thằng hề mà không, trong 150 quả mà không ra thì ta ra logo là ta hút. Mình bỏ nhá. rau ấy, trong 50 quả, 100 quả đầu nó sẽ lổ, nhưng mà do nó ra rồi nhưng mà nó không lổ ấy. Cái hai cắt là nó hút nên là không đánh nữa, không đánh nữa. Lốt số tiền này xong là đổi cái khác. Chào tất cả anh em nhé. Lâu lắm không ra quay Pachinko. Mà đi làm về hơi mệt nên ra quay một lúc đầu tư man, nhưng mà anh có 8 sen nó mới nổ. Nó nổ hai quả to nhưng mà sau nó hút lại. Đang chơi đến tầm khoảng 80 nó nổ ba cái thằng mặt hè ấy. Ba thằng mặt hè ấy. Là nếu mà nhưng kinh nghiệm của người Nhật ấy là nó bảo là nếu mà có 3 thằng mặt hè đấy ra thì trong vòng 50 đến 80 quả ấn nó sẽ ra go-go. Còn nếu không ra go-go thì nó sẽ hút lên tầm khoảng 500 hoặc 600 đấy thì nó mới nổ. Thế là mình đúng thật, mình gõ đúng phát. Để chơi đúng đến tầm 300 rồi nó không thể nổ luôn. Đoán ngay là bị hút rồi. Nhưng thôi đánh hết hai cái đống sàng. Đấy, hai cái đống sàng, hai quả go-go mình ăn đấy, đánh hết xong thôi thì về, còn 2 sen để lại. Không sao chơi. Anh em giúp kinh nghiệm nhé, cứ ra thằng mặt hè mà trong vòng tầm 50 đến 80 quả. Không nổ go-go ấy, nó sẽ hút cao lắm. Rồi, chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Anh em xem kênh ấy, cho xem mình xin một like, hôm nay hơi đen một tí. Thua con 8 sen hôm sau gỡ ấy. Bye bye.